Thưa quý vị, con giống tôm hùm xanh phục vụ nuôi tôm hùm thương phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ các nước trong khu vực. Hiện nay, nghề nuôi tôm hùm xanh thương phẩm đang bị gián đoạn do khan hiếm con giống. Một số hộ nuôi tôm hùm tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho hay vì không mua được con giống tôm hùm xanh nên đành chấp nhận treo lồng. Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, trên địa bàn huyện có khoảng 37.000 lồng nuôi tôm. Thời gian qua, tôm hùm bông khó khăn trong tiêu thụ nên người dân đã có sự chuyển dịch sang nuôi tôm hùm xanh với khoảng 50% nuôi tôm hùm bông và 50% nuôi tôm hùm xanh. Tuy nhiên, do giống tôm hùm xanh khan hiếm nên hiện nay số lồng thả nuôi loại tôm hùm này rất thấp, rất ít hộ có giống để nuôi. Nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá tôm hùm xanh giống tăng cao, hiện ở mức khoảng 110.000 đồng một con, gấp đôi so với cùng thời điểm này những năm trước, nhưng người nuôi vẫn không thể mua được con giống. Tình hình khan hiếm giống tôm hùm xanh tại các vùng nuôi trong tỉnh đã kéo dài từ khoảng cuối tháng 6 năm 2023 đến nay. Hiện nay, tôm hùm xanh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu từ các nước, trong khi số lượng ô lồng nuôi tôm hùm xanh trong tỉnh Khánh Hòa rất lớn, nhu cầu con giống lên đến khoảng 40 triệu con một năm. Nếu tính cả nhu cầu để bổ sung giống do hao hụt trong quá trình nuôi, thì số lượng con giống người nuôi cần còn lớn hơn. Trong khi đó, từ tháng 7 năm 2023 đến nay, số lô tôm hùm xanh được cấp phép nhập khẩu về địa phương để phục vụ người nuôi rất hạn chế.